Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học trực tuyến môn sinh học 7. Em hãy chuẩn bị vở và mở sách giáo khoa trang 134 để chúng ta bắt đầu vào bài học mới nhé. Đây là hình ảnh chim bồ câu ngậm một nhành ô liu. Hình ảnh rất là đẹp này đã trở thành biểu tượng của hòa bình. Và chim bồ câu cũng chính là biểu tượng cho tình yêu và sự chung thủy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đời sống, cấu tạo ngoài và di chuyển của chim bồ câu. Thì thông qua đại diện chim bồ câu, cô và các em sẽ biết được những cái đặc điểm đặc trưng và tiêu biểu nhất của lớp động vật có xương sống, thích nghi hoàn toàn với lại đời sống bay lượn ở trên không. Đó chính là lớp chim. Và bài ngày hôm nay là bài 41, tiết 43, chim bồ câu. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đời sống của chim bồ câu. Thì ngày nay thì chim bồ câu có rất là nhiều loài khác nhau, ví dụ như bồ câu Pháp này, bồ câu Việt Nam này, bồ câu gà Mỹ nè. Nhưng mà bồ câu nhà hiện nay thì có tổ tiên chính là bồ câu núi đó. Bồ câu núi thì nó có màu lam và nó còn sống và vẫn còn cái tập tính là làm tổ trong điều kiện hoang dã. Chúng sẽ có nhiều ở vùng núi châu Âu, châu Á và Bắc Phi. Về thân nhiệt thì chim bồ câu có thân nhiệt ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi và nó được gọi là động vật hằng nhiệt. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành trong vở hai cái nội dung này. Thì chim bồ câu cũng như là các cái động vật thuộc vào lớp chim có cái đặc điểm đặc trưng đó là động vật hằng nhiệt. Thế thì động vật hằng nhiệt thì nó có những cái đặc điểm tiêu biểu và tiến hóa hơn hẳn so với lại động vật biến nhiệt mà chúng ta đã được tìm hiểu ở các cái loài thuộc về lớp cá, lớp lưỡng cư và lớp bò sát. Thì thân nhiệt của nó không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường, nên chúng ta thấy khi mà vào trời mùa đông lạnh thì chim nó cũng không phải đi trú đông, hay là vào mùa hè nắng nóng thì nó cũng không phải đi trú hè. Và đồng thời là cái quá trình dinh dưỡng của nó cũng sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt độ môi trường khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Về sinh sản thì chim bồ câu trống không có cơ quan giao phối và khi đạp mái thì xoang huyệt của chim trống lộn ra làm thành cơ quan giao phối tạm thời. Đặc điểm này đã có thể nói đó là con đực nó sẽ có cơ quan giao phối tạm thời. Chính nhờ cái đặc điểm như thế nó sẽ giúp cho giảm khối lượng, trọng lượng của cơ thể. Và đây là điều kiện giúp cho chim nó thích nghi với đời sống bay lượn. Và trứng của chim thì cũng được thụ tinh trong. Đây là hình ảnh tổ chim với hai quả trứng. Thì mỗi lứa chim bồ câu nó sẽ đẻ gồm có hai trứng. Và trứng thì chúng ta quan sát sẽ thấy là nó có vỏ đá vôi bao bọc. Sau khi đẻ trứng, đây là đặc điểm mà chúng ta cũng ghi vào vở nhé. Sau khi đẻ trứng thì chim trống và chim mái nó sẽ thay nhau ấp trứng. Đây là hình ảnh chim bồ câu nó đang ấp trứng. Và con non mà mới đẻ thì nó chưa có mở mắt và trên thân nó chỉ có một ít lông tơ. Và con non thì nó sẽ được bố và mẹ mớm nuôi bằng sữa diều. Cái sữa này nó tiết ra từ diều của chim bố và chim mẹ. Ở đây là hình ảnh một con chim bồ câu nó cũng đang mớm mồi cho con chim non. Chim non nó sẽ được bố mẹ chăm sóc cho đến khi có khả năng tự đi kiếm mồi đó. Rồi đây, đặc điểm cuối cùng là có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều. Thì các em lưu ý là trong các cái đặc điểm thì đặc điểm thụ tinh trong nè, trứng có vỏ đá vôi nhiều nhuyễn hoàng nè. Và đa số các cái loài chim thì nó sẽ có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều là những cái đặc điểm rất là đặc trưng của động vật thuộc về lớp chim. Chúng ta vừa tìm hiểu về các cái đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh với đặc điểm sinh sản của thằn lằn nhé. Thì dựa vào cái bảng so sánh này, các em hãy tìm ra cho cô những cái đặc điểm nào thể hiện sự tiến hóa trong sinh sản của chim bồ câu so với thằn lằn. Đây chính là cái nội dung mà cô đã yêu cầu các em viết vào trong vở, chuẩn bị cho cái bài mới đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lên trên này.
Có được cái đáp án nè. Sinh sản của chim bồ câu nó sẽ có những cái đặc điểm nó thể hiện sự tiến hóa hơn so với lại sinh sản ở thành lành. Thứ nhất là trứng của chim bồ câu nó có vỏ là vỏ đá vôi. Thì vỏ đá vôi nó sẽ bảo vệ cho phôi ở bên trong tốt hơn so với lại vỏ dai của thành lành. Rồi ở chim bồ câu nó có hiện tượng là chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng. Thì mình cũng biết được là chim thì nó là động vật hằng nhiệt, có thân nhiệt ổn định, cho nên cái việc mà ấp trứng như thế này nó sẽ đảm bảo nhiệt độ ổn định để cho trứng nó có thể nở ra thành con chim non, giúp cho tỷ lệ trứng nở thành chim non nó sẽ cao hơn. Rồi ở thành lành thì con non mới nở đã biết đi tìm mồi, trong khi ở chim bồ câu thì chim mới nở thì bố mẹ phải mớm nuôi bằng sữa nhiều. Không biết là có bạn nào nghĩ là thành lành mới nở biết đi tìm mồi đây là đặc điểm thể hiện sự tiến hóa hơn ở thành lành không? Không phải đâu các em ạ. Thì các con chim non nó được bố mẹ mớm nuôi bằng sữa nhiều, cái đặc điểm là con chim non được bố mẹ chăm sóc cho đến khi có thể tự đi kiếm mồi, nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ con non có sống sót nó sẽ cao hơn so với lại cái việc là thành lành mới nở đã phải tự đi tìm mồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Đây là hình ảnh phóng to hình 41.1 trong sách giáo khoa cấu tạo ngoài của chim bồ câu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định một số cái bộ phận trong cấu tạo ngoài của nó nhé. Ở đây có tổng cộng là có 11 cái bộ phận khác nhau. Thì cái việc xác định này chắc là cũng rất là dễ ha. Bộ phận thứ nhất, đây là mỏ. Bộ phận số 2, đây là tai của nó. Số 3, đây là lông bao. Thì cái bộ lông mà bao phủ toàn bộ cơ thể của chim bồ câu ở chim thì nó có da khô và phủ cái lớp lông, và lớp lông này gọi là lông lông vũ. Số 4 chính là phao câu. Số 5 là lông đuôi. Số 6 là đùi. Số 7 là ống chân. Số 8 là bàn chân. Ở phía dưới là có các ngón chân. Số 10 đây chính là phần lông cánh. Và số 11 chính là phần cánh của chim. Vậy thì các cái bộ phận này nó sẽ có cấu tạo cụ thể như thế nào để thể hiện sự thích nghi với đời sống bay lượn? Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu. Đây là những cái hình ảnh mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo ngoài của nó nhé. Ở cái hình này, chúng ta sẽ tập trung chú ý vào cái phần thân chim cho cô. Thân của chim thì nó có dạng hình thoi nhé. Thân của chim có dạng hình thoi. Đây là phần cánh chim. Thì ở chim thì cái phần chi trước nó đã được biến đổi thành cánh chim. Ở cái hình này là hình ảnh của cánh chim khi mà nó đang dang cánh. Thì nếu mà chúng ta để ý thì sẽ thấy là cái sự sắp xếp các cái phần lông ở cánh á, thì lông ở phía sau nó sẽ tì một phần lên lông ở phía trước. Cho nên là khi chim nó xòe cánh ra, nó sẽ tạo nên một cái diện tích rộng nhất, nhưng mà nó vẫn đảm bảo là nó khít với nhau. Còn khi nó cụp lại thì cái cánh nó sẽ gọn và áp sát vào thân như thế này. Đây là cấu tạo của chân chim bồ câu. Thì cái phần chân ở phía sau, thì chi sau của nó sẽ có 3 ngón trước, có một ngón sau, và các ngón thì nó sẽ có vuốt. Cái đặc điểm như thế này, đây, nó sẽ rất là hữu ích khi mà chim nó đậu ở trên các cái cành cây. Đây là hình ảnh con chim đang đậu ở trên cành cây nhé. Rồi về phần lông của nó, lớp lông vũ thì nó sẽ có hai loại chủ yếu. Thứ nhất đó là lông ống. Thì lông ống nó sẽ có các cái sợi lông. Và các sợi lông này nó sẽ móc vào nhau tạo thành phiến mỏng. Loại thứ hai đó là lông tơ. Thì lông tơ nó sẽ có sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp. Về cấu tạo của lông ống,
Thì lông ống nó sẽ bao phủ toàn thân, nó sẽ gồm có một cái ống lông. Cái ống lông này nó dài nè, và các sợi lông này nó móc làm nên cái phiến lông rộng và tạo thành cánh hoặc là đuôi, nó gọi là cái phần bánh lái đó, hoặc là phủ trên đầu. Thì ở một số loài chim thì nó còn có gọi là phần lớp lông mã. Thì lông mã nó có thể có ở đầu, đuôi hoặc là cánh. Ví dụ như chúng ta có thể thấy cái bộ lông mã của các cái loài chim, ví dụ như là chim công hoặc là chim chỉ, thì lông mã này nó rất là đẹp ha. Còn phần lông tơ thì lông tơ nó sẽ mọc áp sát vào trong thân, nó gồm nó cũng có cái ống lông nè, nhưng mà ống lông này nó ngắn hơn so với phần lông ống. Ở phía đầu thì có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp. Ở hình ảnh này chúng ta sẽ quan sát cái phần mỏ của chim. Thì mỏ của chim làm bằng chất sừng bao lấy hàm và nó không có răng. Ở hình này có thể thấy được là cổ của chim nó dài và nó khớp với thân. Ở bên này là nó đã xoay cái cổ ra phía sau và rỉ lông đấy. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về một số các cái đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu cụ thể như thế này. Đây là những cái hình ảnh trình chiếu lại. Thế thì những cái đặc điểm đó nó sẽ có ý nghĩa gì giúp cho chim bồ câu thích nghi với đời sống? Các em đã chuẩn bị bài ở nhà trước hết rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử ý nghĩa của các cái bộ phận cấu tạo như thế này nó có ý nghĩa gì. Thì đối với thân chim hình thoi thì chắc chắn là nó sẽ giúp giảm sức cản của không khí khi bay. Và chi trước nó biến thành cánh chim. Thì khi cánh nó dang rộng, nó quạt gió, nó sẽ tạo ra một cái động lực giúp cho chim bay và cản không khí khi mà chim hạ cánh. Còn cấu tạo của chi sau, như lúc nãy có nói là nó sẽ giúp cho chim bám chặt vào cành cây khi mà chim hạ cánh. Về bộ lông vũ của chim thì lông ống, cấu tạo của lông ống thì khi giáng cánh nó sẽ tạo nên một diện tích rộng. Và lông tơ thì nó giúp giữ nhiệt và đồng thời cũng làm nhẹ cơ thể của chim. Mỏ sừng và hàm không có răng, đây là đặc điểm giúp cho đầu chim nhẹ. Còn cổ dài thì chiếc cổ của nó dài như thế thì nó sẽ phát huy được tác dụng của các cái giác quan ở trên đầu. Và khi bay thì cổ chim nó sẽ vươn thẳng ra phía trước, làm cho các cái giác quan đó nó được phát huy và đồng thời mở rộng cái tầm quan sát của chim. Ngoài ra thì chiếc cổ dài nó sẽ giúp cho chim tham gia vào cái việc bắt mồi và rỉ lông. Ở trong sách giáo khoa người ta có giới thiệu thêm cho chúng ta một cái bộ phận khác trong cấu tạo ngoài của chim bồ câu, đó chính là cái phần tuyến phao câu. Thì chúng ta thấy được là lông của chim bồ câu thì nó rất là mịn và nó không thấm nước, đó chính là nhờ cái tuyến phao câu nó đã tiết ra chất nhờn và là giúp cho lông nó mịn không thấm nước như vậy. Thì các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu chúng ta sẽ hoàn thành vào trong vở cho cô. Thì thông qua những cái đặc điểm cấu tạo ngoài này chúng ta có thể rút ra kết luận thêm một lần nữa là cấu tạo ngoài của chim bồ câu nó thể hiện thích nghi hoàn toàn với đời sống bay lượn. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ tìm hiểu về các cách di chuyển của chim trong thực tế. Thì di chuyển thì chim nó có hai kiểu bay khác nhau, đó là kiểu bay lượn và bay vỗ cánh. Thì trên đây là hình ảnh về hai cái kiểu bay. Hình 41.3 là kiểu bay vỗ cánh của chim bồ câu và hình 41.4 đó là kiểu bay lượn của chim hải âu. Chúng ta sẽ cùng mô tả sơ qua về hai cái kiểu bay này nhé. Đối với kiểu bay vỗ cánh thì khi bay thì đuôi của chim bồ câu nó sẽ xòe nè, đầu của nó vươn thẳng, ở chân của nó duỗi ra, nó sẽ áp sát vào trong phần thân và cánh cũng mở rộng và đập liên tục. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cánh đập liên tục theo hướng ví dụ từ trước, từ sau ra trước nè, rồi từ trước ra sau.
Còn đối với kiểu bay lượn thì khi bay, cánh chim nó cũng sẽ dang rộng và thân nó sẽ được nâng lên bởi cái lớp đệm của không khí. Và khi có sự thay đổi của tốc độ gió, chim nó chỉ cần điều chỉnh cái góc cánh là có thể bay bổng lên cao và nó không cần phải đập cánh. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ hoàn thành cái bảng so sánh giữa kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. Xem thử là chúng sẽ phân biệt với nhau ở những đặc điểm nào. Này thì quá là dễ rồi đúng chưa? Chúng ta có thể hoàn thành ngay. Đối với kiểu bay vỗ cánh thì cánh nó sẽ đập liên tục. Trong khi đó kiểu bay lượn thì cánh nó đập chậm rãi không liên tục. Cánh dang rộng mà không đập. Và khi bay bay lượn thì bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió. Còn kiểu bay vỗ cánh thì nó lại dựa chủ yếu vào động tác cánh. Trong thực tế thì kiểu bay vỗ cánh chúng ta có thể gặp ở rất là nhiều các loài chim, ví dụ như là chim sẻ, chim ri, chim huyên hay là gà. Còn kiểu bay lượn thì chúng ta có thể gặp ở ví dụ diều hâu, chim ưng hoặc là những cái loài chim sống ở đại dương, ví dụ như là hải âu. Về nhà chúng ta sẽ tìm hiểu và lấy thêm cho cô các cái ví dụ các cái loài chim có kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn nhé. Thì chúng ta vừa tìm hiểu về cấu tạo ngoài, về đời sống cũng như là di chuyển của đại diện chim bồ câu. Thì về nhà các em học bài cũ, trả lời cho cô câu hỏi cuối sách giáo khoa, đọc thêm mục em có biết. Và để chuẩn bị cho bài sau là bài cấu tạo trong của chim bồ câu, thì các em sẽ soạn bài mới vào trong vở bài tập sinh học 7. Xem lại cấu tạo trong của thằng lằn bóng đuôi dài. So sánh cấu tạo trong của chim bồ câu với thằng lằn bóng đuôi dài, gợi ý là sẽ nhận xét cấu tạo của bộ xương thể hiện sự thích nghi với đời sống giữa chúng nè. Rồi so sánh các hệ cơ quan để rút ra đặc điểm tiến hóa của chim bồ câu với thằng lằn bóng đuôi dài. Thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi đến cuối tiết học và hẹn gặp lại các em ở tiết học lần sau nhé. Cô chào các em.